gặp U23 UAE ở lượt trận thứ hai Doha Cup 2023. U23 Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng lại gặp vấn đề lớn trong hiệp 2. Kết quả, đội bóng của huấn luyện viên Philippe Trezeguet dễ dàng vỡ trận với tỷ số 0-4. Những màn thua này cho thấy đại diện của Tây Á hơn hẳn các học trò của Trezeguet về thể hình, tốc độ và thể lực. Họ thoải mái di chuyển, tạt bóng và đánh đầu khi các cầu thủ phòng ngự U23 Việt Nam có dấu hiệu xuống sức và mất tập trung. Như vậy, sau hai lượt trận tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam đều thất bại và để thủng lưới tới 7 bàn, chưa ghi được một bàn nào. U23 Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa tại giải đấu này. Vừa qua Na Uy ở lượt trận đầu tiên của bảng A, vòng loại Euro 2024, Tây Ban Nha có khởi đầu như mơ dưới thời triều đại mới của Luis de la Fuente. Những người ghi bàn cho đội bóng xứ sở bò tót bao gồm Dani Olmo và cú đúp của José Lu. 3 ngày sau trận đấu này, Tây Ban Nha sẽ làm khách của Scotland ở lượt trận thứ hai bảng A vào ngày 29 tháng 3. Cũng trong rạng sáng nay, ở cặp trận giao hữu giữa Đức và Peru, đại diện của châu Âu đã dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 2-0. Ở lượt trận mở màn vòng loại Euro 2024 cách đây ít ngày, Harry Kane với bàn thắng vào lưới của Ý đã vượt qua Wayne Rooney, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh với 54 bàn. Đây là chiến công có ý nghĩa rất lớn với tiền đạo của Tottenham Hotspur sau 8 năm ăn cơm tuyển. Vì vậy, sau khi phá kỷ lục, Harry Kane đã tự thưởng cho mình một đôi giày đặc biệt. Qua hình ảnh được tiết lộ, người hâm mộ có thể dễ dàng nhìn thấy con số 54 được in ở gót giày. Đây là số bàn thắng mà Harry Kane đã vượt qua kỷ lục của người đàn anh Wayne Rooney tại đội tuyển Anh. Đôi giày này sẽ được Harry Kane sử dụng trong trận gặp Ukraine vào đêm nay. Sau chiến thắng trước Ý, tiền đạo của Tottenham Hotspur hy vọng sẽ tiếp tục ghi bàn để nối dài kỷ lục của anh. Sau tuyên bố giải nghệ, Mesut Ozil muốn chấm dứt hiềm khích với Arsenal và cổ vũ thầy trò Mikel Arteta giành chức vô địch Premier League mùa này. Tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với Arsenal. Những người đã ủng hộ tôi rất nhiều. Tôi sẽ mừng cho họ nếu như có thể giành được chức vô địch Premier League. Họ xứng đáng với điều đó. Mesut Ozil có 254 trận đấu cho Arsenal trong gần 8 năm. Anh đã ghi được 44 bàn, có 74 kiến tạo và giành được 4 FA Cup. Ở thời kỳ đỉnh cao, Mesut Ozil được đánh giá là số 10 xuất sắc nhất thế giới. Và đó cũng là lý do khiến Arsenal phá lệ trả anh mức lương hơn 350.000 bảng một tuần. Do chấn thương ở trận mở màn vòng loại Euro 2024, Andreas Christensen gần như chắc chắn không thể tham dự trận lượt về bán kết cúp nhà vua gặp Real Madrid. Christensen là ngôi sao thứ ba của Barcelona vắng mặt ở trận El Clasico tới sau Pedri và Dembele. Thậm chí theo truyền thông Tây Ban Nha, Frenkie de Jong cũng có khả năng phải ngồi ngoài vì chấn thương cơ. Christensen chỉ bỏ lỡ 1 trên 10 trận đấu gần nhất của Barcelona trên mọi đấu trường. Kể từ đầu mùa, trung vệ người Đan Mạch đã chờ đến 25 trận. Đây là mất mát rất lớn của El Blaugrana trước màn tái đấu với Real Madrid. Aubameyang muốn tái hợp với Barcelona vào mùa hè này và chấp nhận mức lương tối thiểu để giúp đỡ đội bóng xứ Catalonia giải quyết bài toán tài chính. Tiền không phải là vấn đề với Aubameyang. Tiền đạo người Gabon trước đó thậm chí đã từ chối mức lương siêu hậu hĩnh từ một câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út. Aubameyang vẫn muốn tiếp tục trụ lại thi đấu đỉnh cao và tìm lại cảm giác thăng hoa trên sân cỏ, giống với những gì anh đã từng làm tại Spotify Camp Nou ở nửa cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, Barcelona lại đang ưu tiên chiêu mộ tiền đạo 18 tuổi người Brazil Vitor Roque nhằm phục vụ cho tương lai. Họ cũng hy vọng có thể mượn được Vitor Roque từ Atletico Paranaense một mùa trước khi kích hoạt điều khoản mùa Đức. Mặc dù được Tottenham Hotspur săn đón, nhưng Julian Nagelsmann chưa vội đồng ý bởi nhà cầm quân này vẫn đang chờ lời đề nghị từ Real Madrid. Lúc này, Carlo Ancelotti chỉ còn hợp đồng đến hết mùa giải. Nhiều nguồn tin khẳng định Ancelotti đã được liên hệ để dẫn dắt đội tuyển Brazil, nên ban lãnh đạo Real Madrid đã lên danh sách các ứng cử viên thay thế. Theo Mundo Deportivo, sau khi bị Bayern Munich sa thải, Nagelsmann trở thành một trong những ứng cử viên cho chiếc ghế nóng tiếp theo tại Bernabeu. Cách đây 3 tháng, đội bóng thủ đô Madrid cũng đã từng liên hệ Nagelsmann nhưng không thành công.